Xin kính chào quý vị khán giả. Bảo Trân rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Nội dung chi tiết sẽ được gửi tới quý vị và các bạn ngay sau đây. Đoạn video do Global News ghi lại khinh hạm HMCS Montreal của Hải quân Canada cho thấy một tàu hải quân Trung Quốc đã tăng tốc và cắt ngang mũi khu trục hạm USS Chung Hon DDG-93 khi nó và tàu Montreal đi qua eo biển Đài Loan ngày 3 tháng 6. Còn CBS dẫn thông báo của Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của quân đội Mỹ cho biết tàu hải quân Trung Quốc đã di chuyển một cách không an toàn gần một tàu khu trục Mỹ đang đi qua eo biển Đài Loan. Khoảng cách giữa tàu Trung Quốc và tàu chiến Mỹ ở thời điểm xảy ra sự cố chỉ khoảng 137 mét. USS Chung Hon đã phải giảm tốc độ xuống còn 10 hải lý một giờ để tránh xảy ra va chạm. Thông báo nói thêm, trước đó ngày 26 tháng 5, một chiến đấu cơ J-16 Trung Quốc từng thực hiện hành động bay cắt mặt một máy bay do thám RC-135 của Mỹ trên Biển Đông. Tàu USS Chung Hon và HMCS Montreal hoạt động cùng nhau gần một tuần ở Biển Đông trước khi đi qua eo biển Đài Loan. Theo chỉ huy tàu HMCS Montreal, Paul Mountford, Hải quân Trung Quốc đã cảnh báo cả tàu Canada và Mỹ qua hệ thống vô tuyến rằng họ đang đi vào lãnh hải nước này, mặc dù nhiệm vụ tuần tra chung diễn ra ở vùng biển được quốc tế công nhận. Trong một tuyên bố gửi tới Global News, người phát ngôn Đại sứ quán Trung Quốc tại Canada khẳng định lực lượng hải quân và không quân Trung Quốc đã theo dõi cũng như giám sát cả hai tàu một cách hợp pháp và chuyên nghiệp. Lần gần nhất Mỹ và Canada phối hợp triển khai tàu chiến đi qua eo biển Đài Loan là vào tháng 9 năm 2022, một tháng sau chuyến thăm Đài Loan của Chủ tịch Hạ viện Mỹ, khi đó là Nancy Pelosi. Trong động thái được cho là trừng phạt đối với Đài Loan và những đồng minh Mỹ, sau khi bà Thái Anh Văn quá cảnh đồng thời tiếp xúc với Chủ tịch Hạ viện Mỹ Kevin McCarthy, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm 7 tháng 4 cho biết việc trông đợi Bắc Kinh thỏa hiệp về Đài Loan là điều hão huyền. Tuyên bố của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình được đưa ra trong cuộc gặp với Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen khi bà có chuyến thăm đến Bắc Kinh hôm 7 tháng 6. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cho hay Đài Loan là vấn đề mang tính cốt lõi trong các lợi ích của Trung Quốc. Chính phủ và người dân Trung Quốc sẽ không bao giờ đồng ý với việc ai đó thổi phồng về vấn đề của Trung Quốc. Chủ tịch Tập Cận Bình nói thêm, việc mong đợi Trung Quốc thỏa hiệp về vấn đề Đài Loan là điều hão huyền và bất kỳ ai làm như vậy sẽ chỉ tự bắn vào chân mình. Trước khi rời Los Angeles hôm 6 tháng 4, lần đầu tiên lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn trực tiếp đề cập đến Trung Quốc trong chuyến thăm Mỹ. Bà nói rằng Bắc Kinh không nên phản ứng thái quá với cuộc gặp của bà với Chủ tịch Hạ viện Mỹ Kevin McCarthy, vì cuộc gặp mặt trực tiếp giúp thúc đẩy hòa bình khu vực. Hôm 5 tháng 4, Chủ tịch Hạ viện Mỹ Kevin McCarthy, quan chức cấp cao thứ 3 trong hệ thống phân cấp lãnh đạo tại Mỹ, và nhóm nghị sĩ lưỡng đảng đã gặp bà Thái Anh Văn tại Thư viện Tổng thống Ronald Reagan ở thung lũng Simi, California. Đây là cuộc gặp đầu tiên giữa lãnh đạo Đài Loan và Chủ tịch Hạ viện Mỹ trên lãnh thổ Mỹ. Trong cuộc họp báo sau cuộc gặp, Chủ tịch Hạ viện Mỹ McCarthy cho biết hai bên đã thảo luận biện pháp tăng tốc chuyển giao vũ khí Mỹ cho Đài Loan. Bộ Ngoại giao Trung Quốc phản đối gay gắt và mạnh mẽ cuộc gặp vừa qua giữa Chủ tịch Hạ viện Mỹ và nhà lãnh đạo Đài Loan. Trung Quốc nhiều lần cảnh báo sẽ có biện pháp kiên quyết đáp trả nếu bà Thái Anh Văn gặp ông McCarthy. Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Trung Quốc khẳng định quân đội nước này luôn trong tình trạng báo động cao, sẵn sàng thực thi nhiệm vụ và trách nhiệm được giao. Bộ Quốc phòng Trung Quốc cũng kêu gọi Mỹ tôn trọng những cam kết chính trị với Trung Quốc về vấn đề đảo Đài Loan. Ngày 9 tháng 4, quân đội Trung Quốc đã tập trận mô phỏng các cuộc tấn công chính xác nhằm vào Đài Loan trong khuôn khổ cuộc diễn tập 3 ngày xung quanh hòn đảo. Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh dẫn nguồn tin từ hãng tin Reuters. Cuộc tập trận 3 ngày bắt đầu từ ngày 8 tháng 4, diễn ra trong bối cảnh lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn trở về sau chuyến công du châu Mỹ và đã có cuộc gặp với Chủ tịch Hạ viện Mỹ Kevin McCarthy. Theo trang China Daily, Bộ Chỉ huy Chiến khu phía đông của quân đội Trung Quốc đã đăng tải một đoạn video ngắn về các cuộc tấn công mô phỏng quanh đảo Đài Loan, cho thấy tên lửa được bắn từ đất liền trên biển và trên không vào hòn đảo. Truyền hình nhà nước Trung Quốc đưa tin về các cuộc tập trận và xác nhận các cuộc tuần tra và diễn tập sẵn sàng chiến đấu xung quanh Đài Loan đang được tiến hành. Ngày 9 tháng 4, Bộ Chỉ huy Chiến khu phía đông của quân đội Trung Quốc đã đăng tải một đoạn video ngắn về các cuộc tấn công mô phỏng trên WeChat.
Đoạn video cho thấy tên lửa được bắn từ đất liền, trên biển và trên không vào Đài Loan, với hai trong số chúng phát nổ khi bắn trúng mục tiêu. Một nguồn thạo tin về tình hình an ninh khu vực nói với Reuters rằng Trung Quốc đã tiến hành các cuộc tấn công mô phỏng trên không và trên biển nhằm vào các mục tiêu quân sự nước ngoài ở vùng biển ngoài khơi bờ biển phía tây nam Đài Loan. Trong khi đó, cơ quan phòng vệ Đài Loan cho biết tính đến 7 giờ ngày 9 tháng 4, Đài Bắc đã phát hiện 70 máy bay Trung Quốc, bao gồm máy bay chiến đấu Su-30 và máy bay ném bom H-6, cũng như 11 tàu xung quanh hòn đảo. Cơ quan này cho biết họ đang đặc biệt chú ý đến lực lượng tên lửa của quân đội Trung Quốc, đơn vị chịu trách nhiệm về hệ thống tên lửa trên đất liền của Bắc Kinh. Ông Triệu Tiến Trác, một nhà nghiên cứu thuộc Học viện Khoa học Quân sự Trung Quốc, nói với tờ Global Times rằng đây là lần đầu tiên Bắc Kinh công khai nói về các cuộc tấn công mô phỏng nhằm vào các mục tiêu ở Đài Loan. Trong bối cảnh Trung Quốc tăng cường tập trận quanh Đài Loan, dân làng trên đảo Bình Đàm thuộc tỉnh Phúc Kiến phía đông nam Trung Quốc, ngay đối diện Đài Loan, nói rằng việc đánh bắt cá của họ đã bị ảnh hưởng. Theo các ngư dân, các chuyến đi bờ biển trở nên khó khăn hơn khi Trung Quốc tiến hành các cuộc tập trận quân sự ở eo biển Đài Loan, với nơi đất hẹp nhất chỉ khoảng 160 km. Anh Quang, một ngư dân ngoài 40 tuổi ở Bình Đàm cho biết, nếu không có cá lọt lưới, gia đình tôi có thể sẽ chết đói. Một ngư dân khác tên Nghiêm cũng cho hay, chúng tôi từng đi ra vùng biển khơi, nhưng giờ chúng tôi chỉ đánh cá gần bờ vì chúng tôi không được phép vượt qua vạch đỏ. Chẳng ích gì khi mạo hiểm rồi bị phạt nặng. Các ngư dân hiểu rằng, mặc dù các cuộc tập trận như vậy không ngăn được họ ra khơi, song căng thẳng gia tăng sẽ khiến họ thận trọng hơn khi tiến đến gần đường trung tuyến, một ranh giới không chính thức giữa Trung Quốc và Đài Loan trên eo biển Đài Loan. Ngày 8 tháng 4, Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc PLA đã bắt đầu một cuộc tập trận mới kéo dài 3 ngày từ 8 tháng 4 đến 10 tháng 4 quanh đảo Đài Loan mang tên Liên hợp Lợi Kiếm. Cuộc diễn tập mô phỏng tấn công mục tiêu trọng yếu trên đảo Đài Loan và khu vực xung quanh. Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV ngày 9 tháng 4 đưa tin, quân đội nước này điều hàng chục máy bay cùng nhiều chiến hạm tham gia tập trận Liên hợp Lợi Kiếm trên eo biển Đài Loan, khu vực ngoài khơi phía bắc, phía nam và phía đông hòn đảo. CCTV khẳng định đảo Đài Loan đã bị bao vây từ mọi hướng. Phát ngôn viên chiến khu miền đông của Trung Quốc nói, đây là hoạt động theo kế hoạch và là lời cảnh báo mạnh mẽ đối với hành vi thông đồng của lực lượng ly khai ủng hộ Đài Loan độc lập với thế lực bên ngoài. Theo một đoạn video công bố ngày 9 tháng 4, PLA đã triển khai hệ thống rocket phóng loạt PHL-191. Hải quân thì cử tàu khu trục Thai-052C, tàu tên lửa Thai-22 và tên lửa chống hạm trên đất liền YG-12B. Một video thứ hai được công bố cùng ngày cho thấy nhiều chi tiết hơn về cuộc tập trận. Hàng chục máy bay chiến đấu J-16 và J-10C, máy bay chống ngầm Y-8, máy bay ném bom H-6K, tàu khu trục Thai-054A và tên lửa đạn đạo thông thường DF-15 đã được huy động. Theo truyền thông Trung Quốc, để giành hoàn toàn lợi thế trên biển và trên không, các tàu chiến và máy bay chống ngầm đã phối hợp tập trận chống tàu ngầm ở vùng biển gần đảo Đài Loan. Quân đội Trung Quốc mở đợt tập trận sau khi lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn gặp Chủ tịch Hạ viện Mỹ Kevin McCarthy ở bang California ngày 5 tháng 4. Phái đoàn do Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Mỹ Michael McCaul dẫn đầu tới đảo Đài Loan ngày 8 tháng 4 và dự kiến gặp bà Thái. Trung Quốc phản ứng gay gắt với các hoạt động này, cáo buộc Mỹ thông đồng với các lực lượng ly khai đòi độc lập ở Đài Loan và khẳng định sẽ áp dụng những biện pháp kiên quyết để bảo vệ chủ quyền. Trung Quốc luôn coi Đài Loan là một tỉnh chờ thống nhất và tuyên bố sẵn sàng sử dụng vũ lực nếu cần. Cơ quan phòng vệ Đài Loan khẳng định lực lượng của hòn đảo sẽ không leo thang xung đột, không gây ra tranh chấp và phản ứng phù hợp với đợt tập trận của quân đội Trung Quốc. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Bảo Trân rất mong nhận được sự quan tâm và đồng hành của quý vị và các bạn dành cho các chương trình trên kênh YouTube Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Đừng quên nhấn chuông theo dõi chúng tôi để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin nào. Xin chào và hẹn gặp lại!